Đây là vòng xoay Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Thì cũng đã trang trí đón xuân 2024 nha. Thì ngay công viên Bạch Đằng thì cũng đã trang trí xong. Bây giờ Trần Dương sẽ đi vào trong ghi hình cho cả nhà xem ha. Rất là đẹp luôn ha. Ở đây trang trí, đây là một trong những cái công viên trang trí hoa để đón xuân nha cả nhà. Thì đây là công viên Bạch Đằng của thành phố Sóc Trăng nha. Gần Tết xe cổ quá trời nè. Đây là cái vòng xoay trái đất quen thuộc. Đây là công viên Bạch Đằng của thành phố Sóc Trăng. Thì ở đây đang trang trí xong rồi cả nhà. Ở đây thì có công viên 30 tháng 4, công viên Bạch Đằng với sông Cầu Quay. Thì sông Cầu Quay thì vòng vòng bờ kè cũng đã làm kết hoa rồi cả nhà. Trần Dương ghi hình cái này trước cho cả nhà xem á. Chúc mừng mừng Đảng mừng xuân thành phố Sóc Trăng. Ở đây hai bên này có hai cây mai nè. Cây mai này là một cây 5-6 triệu á cả nhà. Đấy, cây mai là cây 5-6 triệu nha. Thấy gì á, mai giả vậy đó, mắc tiền lắm á. Hai bên hai cây ha. Cây là 5-6 triệu luôn á cả nhà. Trang trí quá đẹp luôn nè. Giờ đây Trần Dương muốn vô cổng thì này chưa có mở cửa cả nhà. À, Trần Dương cho cả nhà xem cái cổng. Cái cổng thì là một bên hình con rồng. Thì đây là cái đầu rồng. Cái này là vẽ thôi nha cả nhà. Đầu rồng ha. Ở dưới chân thì có tiền vàng. Phía sau kia là đuôi rồng. Đó là đuôi rồng nha cả nhà. Giờ vô trong ha. Phía bên trái là vàng lồng đèn. Phía bên trái vàng lồng đèn này cũng đẹp lắm nè. Đó. Cả nhà thấy vàng lồng đèn này quá đẹp không? Tết là ra đây chụp hình là bao đẹp luôn nha cả nhà. Vừa đi qua khỏi vàng lồng đèn thì mình sẽ thấy cá chép vũ môn ha. Đây cá chép vượt vũ môn. Ở đây có mấy cái hình mấy cái nón với chậu cúc mâm xôi hoa nè cả nhà. Đa số là hoa cúc nha cả nhà. Cái này cúc nè. Cái này không biết cúc gì đâu, nhỏ nhỏ nè. Biết nhiều chậu luôn. Còn đây là hình cá chép vũ môn. Một, hai, ba, bốn, năm con cá chép rồi cả nhà. Hoa thì cũng có một cái giống như vậy. Còn cây đa quen thuộc ha. Cây đa quen thuộc ở thành phố Sóc Trăng. Đây ở trong mình nhìn ra nha cả nhà. Hôm nay đi buổi sáng tự nhiên ông trời ổng âm u quá. Ông trời hơi tối rồi cả nhà. Giờ này mà nắng lên rất là đẹp luôn nha. Còn phía ngoài đó là cúc mâm xôi nha cả nhà. Đó hai bên chắc cái chân cổng là cúc mâm xôi ha. Còn phía bên tay phải mấy đứa nhỏ đi chụp hình. Còn phía bên tay phải là một cái vàng hoa, hoa mai nha cả nhà. Đi vô vàng hoa mai này chụp hình cũng rất là đẹp luôn nha. Đây và hoa mai này vô chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Sáng nay đi quay trời âm u quá. Với buổi trưa thì nắng nhưng mà nắng thì lên hình rất là đẹp. Nhưng mà nắng quá quay không nổi. Đây là bông màu gà. Bông hoa màu gà ở cả nhà hai bên nha. Còn ở trên hoa mai là nguyên vàng hoa mai là hoa mai giả nha cả nhà. Hoa mai để trang trí nha. Trang trí thì rất là đẹp. Còn đây là bên tay phải. Vườn hoa vàng.
vườn hoa là những thổi vàng nha cả nhà. Bên kia thì cá chép, vũ môn, mỹ dưa hấu, vàng thọ nè. Rồi sắp xếp rất là đẹp luôn nè cả nhà, trang trí nè, ba lớp, ba tầng lớp nè, vàng thọ. Đây là công viên 30, ý là công viên Bạch Đằng nha cả nhà. Đây là mới có một chỗ thôi nha cả nhà, trang trí tới 2-3 chỗ lần tượng đài trung tâm thành phố nữa. Hả? Anh không thấy tại vì mình mới vô à? Anh mới vô à, hỏi mấy người bảo vệ á em. Tại nghĩ sao vậy, mất cái bóp luôn trời. Đây vòng vòng ơi, có bánh tét nè cả nhà, dưa hấu ha, bánh tét dưa hấu. Bao một vòng ngoài nha cả nhà. Đó, đây là một vòng của công viên ha, công viên Bạch Đằng rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình đi tới phía trong. Ngoài cổng mình đi vô thì ngay đây là cái biểu tượng nha cả nhà, biểu tượng của trung tâm thành phố á, thành phố Sóc Trăng hướng tới đô thị loại nhất, loại một. Vàng thọ hả? Cái đó chú mua ở đâu vậy? Mua ở nước ngoài. Nước ngoài hả? Ừ, vàng thọ ha. Nguyên gia đình sáng sớm đi chụp hình. Con bé đi vô kiếm cái bóp dễ gì có, đã mất hồi tối tới giờ là dễ gì có. Ở đây trang trí quá đẹp rồi cả nhà, thấy không? Chính giữa là biểu tượng của trung tâm thành phố, nhà lầu không? Ba tầng hoa nha cả nhà, qua vạn thọ, qua cúc nè, thấy không? Làm ba lớp, trang trí rất là đẹp. Năm nay thành phố Sóc Trăng chịu trang trí quá trời cả nhà, trang trí rất nhiều chỗ luôn nha cả nhà, không biết bao nhiêu cái ngàn cái chậu hoa luôn á. Mừng xuân Giáp Thìn 2024 sao nó nằm tuốt ở dưới sao thấy. Cái chậu chính giữa này đẹp lắm. Cái chậu chính giữa quá đẹp rồi cả nhà. Cá chép vừa vũ môn ha, cá chép hóa rồng. Ở đây có cái cầu nha cả nhà, đây nữa nè, đây là phía sau là trường dương đi qua vòng rồi cả nhà. Xem nước quá trời, đi làm cái bạch mắc cười. Wow, chậu hoa trên cao nè cả nhà. Đây là phía sau, cái này là phía sau của công viên á, chỗ trang trí á. Phía sau này cùng mình đang trang trí, mọi người trang trí chỗ này là vàng ha, vàng cục cục luôn nè. Hoa quá đẹp, cái trang trí hoa quá đẹp rồi nè. Cái này là ba lớp hoa luôn nè. Tối tới giờ chắc không có rồi. Tối người ta đi nhiều quá rồi khó lắm. Phải mà phát hiện chạy ra liền thì được. À,
Rồi con bé tội nghiệp, mất cái bóp, đi chụp hình mất cái bóp luôn. Rồi sáng nay chạy ra kiếm dễ gì có. Cái ao sen. Trời, cái sen xấu quá vậy. Cái sen nó nở, cái màu sen kỳ quá. Ở đây có cái cầu rồi các bạn, để chị Dương lên cầu cho cả nhà xem ha. Ở già bây giờ ghê à, ghê à, cái cầu ghê à. Nhỏ nhỏ đi được nha cả nhà, người lớn đi không mấy được nha. Đây cái cầu từ đây qua đây, trên đây nhìn xuống tổng quát. Cái cô đó đi chụp hình. Đây hoa trên nhìn xuống rồi cả nhà, quá đẹp không. Trình Dương đang đứng trên cái cầu ghê quá, phải đứng trên thanh sắt đó cả nhà. Đây có cái ao sen, cái ao sen này phải thả cá ha. Rồi đi xuống thì cả nhà, cái thang ghê quá, cái lầu để em bé đi chứ người lớn đi thấy ghê quá sợ. Đây là một vòng công viên Bạch Đằng nha cả nhà. Bây giờ thì Trường Dương ghi hình một vòng Bạch Đằng cho cả nhà xem, công viên Bạch Đằng cho cả nhà xem. Thì bây giờ Trường Dương xin kết thúc video nha cả nhà. Trường Dương sẽ ghi hình mấy cái còn vài chỗ nữa cả nhà. Công viên 30 tháng 4, cầu sông Mát Biro nha cả nhà. Rồi thêm một lần nữa Trường Dương sẽ ghi hình buổi đêm cho cả nhà xem nữa. Hôm ngày chưa ghi hình buổi đêm tại vì thấy công nhân ta còn làm nhiều quá cũng chưa xong ha. Bây giờ thì Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ha. Thì nhân dịp năm mới Trường Dương xin kính chúc cô chú các anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bây giờ thì Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.